phương này. Chú Dũng lên lên cơ ác. Rồi chú Dũng xôi đây. Ừ rồi. Để đây. Để đây. Đấy đấy, đặt tên trên luôn. Nhiều muối không? Ừ. Nhìn thế nào? Ngon không? Quá ok. Mà thử cho hành vào nó có hợp vào gia vị anh em mình mấy không? Mình em thơm lên đi. Cho hành vào nó không ấy mà. Nó như nào ấy? À mình thì cứ mấy điểm cho chú Dũng? Để con biết chấm. 9 điểm. À, thế thì bỏ hành ra nữa đúng một không? Điểm là chưa anh, em mình cho tỏi đúng không? Ừ. Không thật. Cho tại mình quen ăn ra nhưng mà vẫn ngon. Thế. Ở dưới anh em thấy toàn là cho tỏi hết anh em ạ. Ý. Cho phải cho anh em mình chuẩn ra anh em mình cho gia vị hết vào. Cho gia vị cho thơm thôi mình ấy. Cho vị rau thơm này rồi tỏi. Rồi. À đúng rồi. Mời tất cả anh em nhá. Tiết canh ăn xem tay nghề của chú Dũng thế nào. Lâu rồi không gặp đúng không? Hôm qua em kia em thơm thấy lên đầu bó. Thơm hai hôm nhờ. Ừ, đầu bò lâu lắm. Món này 9,5 điểm. Ôi giời. Ngon anh em ạ. Được. Thế mình cũng cho hành luôn đi. Cho hành khô vào cũng được nhưng mà cũng ngon, cũng có vị riêng nhờ. Ừ. Ai, ngon ớt rồi anh ạ. Ai. Nhỏng thế. À ý. Không có gan. Ôi, mời tất cả anh em nhá. Tiết canh thử không biết cho hành vào như nào. Ngon, vẫn ngon đúng không ạ nhưng mà. Được không? Tuyệt vời. Ngon nhờ? Vẫn ngon đúng không? Chào anh em nhá. Chào anh em. Vừa gặt xong anh em ạ. Nhiều đất. Đợt gặt thì mình có việc đi Phú Thọ, không được tham gia với anh em. Hôm nay anh em mình sẽ đi quốc cà phê với em Thơm. Độ dốc khủng. Nhưng mà chỗ này nó là cà phê thì quá ok. Măng nó còn đỉnh mà. Em Thơm măng biết còn không? Căng thật. Ôi. Nhưng mà cái cây mình sẽ làm cột nhà em Thơm cho đi củi ra. Ây da. Ô, đi nương một mình hôm nay đúng không ạ? Vợ con với cả bà già đi hạ lò hết rồi. À, đi biển à? Hết rồi. Đi Sầm Sơn à? Ờ, đi biển hết. Em Thơm không đi à? Không, mình ở nhà nuôi con. Ây da. Tưởng là cả em Thơm cả con đi chứ. Không, tí này hết thế mình lấy. Cho bà già đi xong rồi mình ở nhà chăm con thôi. À, đi Sầm Sơn à hay đi Hạ Long? Đi Tuần Châu, đi Sầm Sơn hết rồi, đi tour mà. À. Đi tour biển luôn. Đi Nghệ An, cửa lò Nghệ An các thứ cơ mà. Chắc là 2 ngày 3 đêm đấy. Nó phải có cướp. Cứt thì bỏ ra mấy tấn cà phê đi chơi. Hết một tấn đâu. Không hết đâu nhờ. Ừ, một tấn bây giờ nó mười mấy triệu cơ mà. Không phải hết tầm 7-8 triệu đi theo đoàn ấy. Ừ. Cả đoàn đi mấy chục người cơ mà, đúng không? Gọi là đi theo ấy mà. Gọi là không hết tiền xe thôi. Mỗi người phải 6-2 triệu thôi. Tầm đấy mà rẻ thế tiền xe đúng không? Nhưng mà mình phải ăn chứ. Nó ăn ừ nó. Không nó bao ăn rồi đấy. À thế thì ạ. Nhưng mà cái đấy thì chỉ ăn 2 ngày 1 đêm thôi, không đến ba ấy đâu. Ăn thôi vào thôi. Cái này không ngon được. Ây. Ở nhà mình là quốc cà phê thôi đúng không? Ừ. À. Ở nhà làm dầu. Hôm qua em Thơm cho em quốc đoàn đi là bởi vì hôm qua sinh nhật quốc đoàn đúng không? Ừ. Em Thơm tâm nguyên phây đúng không? Không biết quốc đoàn nói cái gì ác nhờ. Ừ, đi phây nó mấy mày. Chửi chán rồi cho đi chơi, không biết đứa chửi mình. Ở nhà nó toàn chửi mình. Tán lắm nhỉ. Ừ. Ở nhà nó chửi chán nó thành cái máy. Tôi đúng ạ. Vợ con chứ đúng thế nào khỏi tay chưa? Lấy tìm ít mang về ăn đi chứ không có. Ừ, nó bảo này. Một năm em Thơm. Hả? Khỏi thì khỏi rồi nhưng mà nó bảo một năm nó mới làm được việc. Nấu cơm còn không nấu được. Ê, chú Dũng cũng vất vả phết đấy chứ nhỉ? Ừ, ở nhà nhiều việc lắm. Rễ cây này căng lắm. Măng lần này hết vụ nhỉ? Hết rồi, cuối vụ rồi. Đang trồng cà phê em chỉ Thơm. Chỉ có cà phê mới giàu được. Rồi. Giàu nhanh nhất anh em ạ. Cà phê năm nay công nhận được giá anh em ạ, vừa được mùa vừa được giá. Bản anh em mình nhờ cà phê. Ý. Đấy, một tua bản này. Xếp. Đấy, một tua ở dưới kia lên thế nào.
À. Ngoài, mấy năm trước toàn nhà sàn. À, anh em thấy hết rồi mà em Thơm. Hả? Anh em thấy hết rồi. Thế rồi. À, mấy cái nhà đang xây lên này anh em ạ. Ông béo mình chơi chim họ Mỹ anh à. Ô béo mình mua ô tô rồi chứ. Mua lâu rồi em Thơm. Như lũi con mới sao, con này xịn hơn hay sao ấy. Ông thay xe thay áo. Ông kia với tay lịnh kia. Bây giờ tốt lúa có máy rồi. Cảm giác nhanh nhở. Mình đi Phú Thọ có mấy hôm mà về. Mình 3 ngày ấy, mình đi đào gốc cây dâu về trồng chơi ấy. Đi ở ruộng ấy, mình dập mình đạp chết tầm khoảng 20 con ngoé. Nó quá nhiều. Buổi tối mình lười đi các bạn này, một mình sợ ma. Anh Cao với anh Hà thì không đi. Anh ốm. Đi soi nhện với mình hôm sau về truyền ba chai đâu này. Hôm qua nói chuyện với anh ấy rồi, anh ạ, ốm luôn rồi đấy. Mình bảo chắc bị ma rừng nó nhập rồi. Ông đi rừng như thế. Có vẩn con ma ở cái ngôi nhà bỏ hoang cái đây mà thế. Thế nó sợ có khí thật lắm mà thế. Chú Dũng thì đang chặt chè. Bác Khánh thì đau lưng anh em ạ. Mấy hôm làm cắt lúa với mấy bừa nhiều quá bác ấy đau lưng ra rồi. Anh Khánh có tiền sử là bị đau coi cái đấy là gọi cái gì nhỉ? Bị đốt sống à? Đốt sống lưng à? Hay bị đau thỉnh thoảng hay bị đau. Chú Anh với chú Khánh, bác Khánh ngày xưa là cùng bệnh nhờ. Có một đợt nhớ chú Anh Tết năm nào ấy còn trống đi như là cụ già ấy nhờ. May là cái bệnh kia nó còn có thuốc nữa ấy. Anh em mình làm nông ốp thuốc một tí rồi tí bảo xuống mà. Anh em mình làm nông thì mình lên gọi tận nhà. Công việc anh em mình nó nặng không thể tránh được cái việc đau lưng rồi. Nhiều anh em bị mà cái đấy. Ở trên này cao thế này mà lắm dồn dín thế nhỉ. Nhiều lắm, cô này dín. Dín nhiều thật. Trồng cây cà phê ấy, anh em ạ. Em Thơm này, kỹ thuật của em Thơm này là trồng hàng khách hàng bao nhiêu? Thấy vừa mắt là làm ra. Thế đâu. Nói chung là cũng phải gần 1m8. Tầm đấy. Ở trên anh em mình dốc anh em ạ. Trồng chắc chắn là sẽ phải dày hơn anh em ở Tây Nguyên rồi nhờ. Đất dốc thì anh em sẽ trồng dày hơn. Dày hơn một tí. Tầm 1m7, 1m8, còn đất bằng anh em mình sẽ trồng tầm khoảng 2m, 1m9, 2m. Đấy, nó tùy theo đất nên độ dốc của đất. Cái kia thẳng vào cái đấy vẫn tư đốt phải biết là con nào không dài như dính nhiều thế đốt mình ngứa hết rồi còn tôi khủn này. Thôi này mang cả chim đi kìa. Hoa mi hót. Ui. Quả này em Thơm mà không ấy thì có phải là có ăn được không nhô? Vẫn có ăn mà, nó có chết đâu. Quả uông hay sao ấy? À quả úc đúng không? Mình không biết đấy, không biết nó có, mình đốt lên mới thấy cơ mà. Nô ê nó. Đây mà làm vẫn làm tốt. Có ai chùm ở đấy rồi. Ngọt lắm, ngoài đấy. Ngọt lít luôn. Lịp. Ui dồi, dốc kinh hồn anh em ạ. Nghiêng nghiêng ca núi đồi, cái bài đấy nổi tiếng nhở. Chú Dũng với em Thơm đi đâu cũng hát cái bài nghiêng nghiêng kia đúng không? Mỗi bài đấy đúng không? Con đấy là con đỉu sao không? Ký keo kìa, mình thấy sợ lắm mấy con chim hót kìa đấy. Nó chỉ hót đúng một câu thôi. Nó bảo là, mình hỏi nó tại sao hót con đấy. Nó bảo là, mày nó hỏi nó còn bảo với mình là những người tập võ ấy, nó như Lý Tử Long ấy, ai nói sợ nhất là những cái thằng học một nghìn thế. Nó bảo là sợ nhất là thằng tập một lần, một thế một nghìn lần, sợ hơn là cái thằng tập một lần một nghìn thế cơ mà.
chỉ cần tập một thế võ ấy, một cú đấm mà tập hẳn 1000 lần thì nó vẫn đỉnh hơn chứ. Đây là nó chỉ hót đúng một tiếng thôi, chim của mình ấy không cần hót nhiều, nó bảo thế. Hót nhiều bảo nó mỏi, nó bảo thế thôi. Mưa xuống phát rồi ấy được. Rô phi, có rô phi không? Anh em mình lấy rô phi ăn. Rồi hết à? Đấy, cá gầy ác, cá rô phi, cá chép ấy. Cá vàng hình này. Bọn này làm cá nhảy kìa đấy, nhưng mà ăn ao này không ăn được cá nhảy nữa. Cái này rô phi này chất đấy. Hôm nay có ba anh em mình cắt cơn thôi các bạn nhé. Anh em mình sẽ làm tiết canh ngan ăn. Lâu rồi anh em mình thiếu chất tanh, hình như là mình xuống đây gần một tuần, anh em cũng ăn một bữa rồi nhờ. Nhưng mà cũng chỉ kể ra là cũng 5 ngày là chưa ăn đúng không? 5-6 ngày rồi, mình hôm qua vừa ăn. À, em thơm kia cũng ăn, à, cũng ăn. Các bạn là làm ruộng đúng không? Chết rồi, 3 ngày liên tục xin được tiết canh rồi. Mình bây giờ cảm giác máu lên não mình ấy, nó nhanh hơn bình thường. Thế là bị cao huyết áp phải em thơm? Ăn tiết bổ tiết, đỏ au nhỏ con này, không tiết ngan đỏ không? Đỏ hơn tiết vịt hay sao vậy? Vịt anh cụt có khả năng ăn được rồi nhỉ? Ui, đấy, chú ra đấy đi. Ai xa, phát này ăn căng anh em ạ. Anh em mình lấy cá rô vì ăn. Thôi. Hôm nay mình, nếu mà hôm nào mình ăn cá thì mình lấy. Gọi cá chép cá ấy này, nhưng mà hôm nay thôi, ăn cá rô. Cá rô của anh em mình này các bạn ơi. Cá rô này anh em mình mang về để vừa con ở nhà rán ăn. Rán giòn chứ. Hôm nay mình không ăn cá. Cái này rán giòn đỉnh đấy nhờ. Anh em thấy cái bát chấm chéo của anh em mình chất lượng không? Nhận cái canh này đúng không? Nhận cái canh. Chế vậy ấy thì đỉnh rồi. Nhận cái canh. Anh em mình lòng chế. Ý. Không thể được. Tiếp canh anh em ạ. Cái này thì tí nữa anh em mình sẽ cắt ra cho vào. Cái miếng gan ngon thế. Đúng sở trường gan nhỉ. Gan ở quán đầy thôi mà, mình ở chợ ấy, bộ lòng gà họ bán có mấy nghìn một bộ thôi mà. Nhưng mà cái đấy lại không ngon nhờ. Đấy ăn không ngon đâu. Gan mình tự thịt thế này nó mới ngon anh em ạ. Cái cành của anh em. Ôi, bát này mình khả năng là đi cùi rồi chú Dung ơi. Không bao được à? Trước kia đâu đấy, đông nước đi. Nhưng mà cẩn thận đấy em thơm ạ, cái bát của anh em mình chú Dũng chọn là nó chưa được chuẩn lắm, nó vỡ rồi đấy. Ngon nhờ. Bát thầm chéo ớt mới ngút thế này ngon hơn anh em ạ. Nghe em thơm giá ấy nó còn sướng hơn. Đây cảm nhận cái canh của anh em mình. Một khi đi thôi đấy cái này. Hôm nay chú Dũng nướng hẳn hành anh em ạ. Chú Dũng hôm nay đang làm luận án tiến sĩ nha anh em nha. Miếng hành em thơm và thích ăn hành. Nếu mà có hành tây nữa thì còn hơn. Thế anh em người Kinh hay cho vào đây.
ăn kiểu anh em mà, đúng không? Ừ. Mỗi ô bao nhiêu đấy? Nhưng mà nó đi xa lắm. Mỗi cây mỗi ô 5 háng. Bằng từ đây, từ cái đầu nhà trung ra đến cuối cái nhà trung này thôi. Đấy, hôm nay một cái canh này rơi hết vào xuống đây hết rồi này. Đi đâu, tí nữa phải liếm cả cái này này. Cái này quen quen nó giống như cái hôm ở trên kia nhỉ. Hả? Giống như hôm anh làm trên kia phải không? Ý, xôi chấm. À, em thêm cái xôi chấm cái này luôn anh em ạ. Thử muối mì đó anh em ạ. Xem nào. Ui, cái gì đấy em thêm? Ý, nó phí lắm. Ngon lắm anh em ạ. Thôi mời anh em nhá, thử muối mì đã. Giọt. Đi. Tí nữa cái này cho nước vào. Đấy, lào bằng tay thôi anh em ạ. Lào bằng tay em thơm sợ không quen đấy nhỉ. Nhớ chiếc của làng hoa. Mùi tay cũng dùng tí đi. Không biết à... mẹ em thơm với vợ em thơm về không biết biển đi biển về có biết gì không nhỉ? Chắc có. Chắc là mực khô. Phải có cho em thơm nhỉ. Mình lấy bia đi góp nhỉ. Ừ. Tối nay có bóng đá mà mình muốn chơi với anh Khụt lắm, mình muốn gỡ lại con gà lên, lên anh Khụt đi. Tối lên đi nhỉ. Ừ. Mà trận đấy muộn quá. Mấy giờ? 2 giờ cơ mà. 2 giờ cũng chơi. Ngủ. Mà chơi anh đánh bài uống nước, mà chơi với anh Khụt. Anh Khụt không có gà cộng. Máy tính đây không được à? Tính lên lại bắt xem mà máy tính thôi. Em thơm đi thiết kế cho ít lá phát ban em thơm để tí nữa cho vào lá phát ban hay là cả cái đu đủ với việc lá đu đủ đây. Nhân nhiều nhỉ. Ừ, nhiều nhân. Mà không sao. Càng ngậy thôi. Ô dần về nhỉ. Được đấy.